Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Last Epoch. Chúng ta cùng với Falconer Rogue, ta hãy đi giải cứu thế giới. Thế giới cần được giải cứu. Từ tới đây. Ok. Giải cứu thế giới hả? Ruin of Welrin. Vậy. Poison on hit không cần. Khoan, con gì bên kia kìa? Cái này lên rồi nè. Cộng 1 Attunement Weaver. Chỉ cần để lên xài là nó cộng thôi. Từ từ nó sẽ biến thành đồ Legendary. Remedy. Oh, Display. Fun up erase. Fun up erase đâu. Cộng 2 Attunement. Cái gì lên nhanh vậy? Nó có Weaver Wheel á. Legendary Gold Ring. Hello. Weaver Wheel nó mới lên cấp ha. Nó cải thiện đồ lên rồi. Khi mà lên full một cái thôi, nó sẽ trở thành đồ Legendary hoàn chỉnh. Cái này là Unique. Nó cải thiện nữa rồi kìa, nhanh ghê luôn. Nó cộng mà thun mình lên trước. Đi săn khủng long.
Thế con đang kêu sao? Suy nghĩ, suy nghĩ. Invulnerable 3 điểm. Đủ rồi đó. Nâng rồi nè. Chọi rồi luôn. Mana cost trừ. Giảm mana cost nhưng mà nó sẽ trừ thêm điểm. Cũng không hay lắm. Sky signal. Nâng cái này trước nè. Để hả, chúng ta tung kill, chúng ta spam kill được. Cộng 10 cold resistance. Chơi nó cộng hên xui rồi. Bow attack hit. Physical slow on hit. Rồng, rồng cổ đại. Cái săn rồng Commander luôn kìa. Hello. Attunement. Bắn càng xa cái độ chính xác nó càng giảm.
Hello. Con diều hâu nó hốt hết luôn. Resistance lại tăng hơi sớm à. Wow, thâu rồi, cái tanh đang dữ thiệt. Rồi tới công chuyện rồi đó. Chỉ vô không thấy gì trơn là sao vậy? Không thấy tên, không thấy tương cà của mấy tên đó luôn. Mấy con này thì thấy. Nhưng mấy bức tượng thì không. Con này nâng 8 điểm hay nâng 5 điểm này? 8 điểm là sẽ có thêm tốc độ để bắn được nhanh hơn. Thank you.
Mana regeneration không có. Hay là cái mình đang xài là cũng có mana regeneration rồi đó. Không tới. Red armor không cần. Bá giáp. Fury. Minion poison. Minion physical damage. Không có poison damage. Yo, 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 yo. The Temple of Hetera, or at least it used to be. I doubt anything valuable is left.
phái bắt đầu mạnh hơn rồi đó. Nổ một cái chưa xỉu, nổ hai cái nó mới xỉu. Nó cũng có giảm thời gian hồi chiêu xuống á. Quăng lộn chỗ rồi. Đi tìm bộ phận còn thiếu. Thank you.
Đây là không có chơi poison damage. Trừ throwing damage không còn cái này nữa. Cái gì vậy? Này bỏ đi. Đi 3% sau Fire Thunman. Invulnerable, tuyệt vời. Anson Temple, áo mang về. Nãy giờ chưa có cái món gì để chúng ta có thể nâng cấp lên hết. Ballister. Rồi, cái này tiếp tục. Ừ.
are made of palm. Mana, mana, tổng mana. Chúng ta đang rất cần mana, rất cần luôn á. Không, game này không có bơm mana. Hello. Game này chỉ có tăng số lượng mana bằng đồ hoặc là stat rồi hồi mana thôi chứ không có bơm mana. Nó cũng không có cơ chế generator là đánh thường xong rồi hồi mana giống như Diablo hết. Không có cái cơ chế đó. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. River Bori. Time and over time, biết có mạnh hơn được miếng nào không? Nói chung là phải hồi mana nhiều nhiều chút. Cứ bắn mấy cái mà hết mana rồi mình ăn gì nữa. Đang xài hồi mana cũng nhiều á. Poison, voi.
vàng nó xịn quá, bây giờ nó cũng khó đổi luôn á. Gian up time. Đồ đổi đồ. Khi mà trade á, các bạn được quy định mà. Bạn quy định các bạn đổi cái gì. Cần cái gì. Vô đánh, đánh chậm hay gì rồi. Hồi nãy giờ con đánh thỉnh bơ luôn. Bây giờ mình đứng ngoài, mình là người ngoài cuộc. Con boss này nó không có di động ha. Game của build này á, nhìn đã mắt lắm. After you... đã mắt là bởi vì nó sẽ có những cái kill rất là đã. Gì vậy? Dính rồi á. I believe the seek out the outcast queen, leader of the living rebels, and show her the epoch. The rest will be up to you. Rồi chúng ta đã làm xong và cũng đã chuyển sang cái build end game của mình rồi. Build play game chứ chưa end game. Khi nào có thời gian chúng ta sẽ quay lại đó. Còn nếu mà nói cái đó thì nó sẽ có cái giọng bên này nè. Ở phần bên đây chúng ta sẽ có cái trap điện, trap băng đó, chọi ra, nó ra điện với băng. Vui lắm. Chủ yếu chúng ta xài băng á, băng ra nổ đùng đùng luôn, cho đẹp mắt. Nhưng mà đi rất là khỏe nha, nhìn đơn sơ nhưng mà rất là khỏe. Stay safe. Mm. I see. Not happening. What do you want? Hmm.
em miếng physical resistance cho nó cứng cứng một chút. Chính phát lên đường mệt lắm. Lesser refuge. Ask him to the fort. Ông mới sử dụng rồi mà. Mới bấm cái fort mà nó mới chịu. Ây da. Chưa có đi tới Lost Refuge. Đi cái đó lấy thêm điểm Passy ha. Công ty không có điểm Passy. Abandoned tunnel. Không sao hết á, mấy cái đó kiếm lại dễ lắm. Có những cái tìm lại không khó thì cứ xài đi. Để chúng ta đi cho nó dễ thở một chút. Các bạn tiết kiệm quá, đồ nó không lên được rồi. Là đi nó mệt lắm. Mệt lắm luôn á. Chưa làm gì hết trơn là con chim nó hốt hết rồi. Cái đó là epic hay là đồ? Nếu là đồ thì cũng không quan trọng lắm đâu. Và mất công quay lại nó đi luôn. Chúng ta tranh thủ đi cho nhanh. Tại vì cái này thật sự á, cái phần này á là để cho người chơi làm quen với lại nhiều cơ chế trong game và gặp nhiều cái địch thôi. Cái quan trọng của chúng ta vẫn là end game ha. Thank you.
Ê, cái gì đó? Council Chamber thông báo nhận phần thưởng. Not happening. Greetings. Do not dwell on regrets. May Terra smile upon you. Minion, damn it. Not happening. Đi đi thôi, đi thôi. Tính ra là cái story này nó cũng hơi dài. Các bạn có thấy nó dài không? Nhiều khi sau này người ta mở rộng ra thêm á, tại vì con rắn nó chạy mất, ông vua chưa hạ gục được nữa. Đầu vũ khí bị yếu rồi đó, phải kiếm được cái món vũ khí mới. Cái con này ha, nó dai, nó còn triệu hồi zombie ra nữa.
Đường nào, khó chịu quá. Chị con hồi hoài luôn á. Có gì đâu không? Nó rộn quá đi. Nó chạy xuống phun lửa kìa. Hai cấp nữa.
Lilas Arbor, Sunfire Bastion, Temporal Sanctum. Lilas Arbor là ở đâu? Đường này. Giờ này mới kiếm được cái key của đường này. Tình hình hơi khó, sát thương không đủ. Biết có cần phải đi gacha không đây? Khi mà sát thương không đủ là phải đi gacha. Gacha không có tiền gacha nữa đây. Mấy ngàn à. Yes. Không thấy lại của cái con đó luôn. Có liên quan gì đến mình luôn. God be with you. Thank you.
Savage Bow of Glory. Ui da. Có thể gì nè. Hấp tâm gì á. Giờ nó không xuất hiện cây tương cà của con boss luôn. Heaven cực ghê luôn á. Giờ phải quay lại đây đi lấy cái đồ đưa ra làm tinh. Thương ở đây không có gì. Các thương ở bên cái khu mới nó bằng cấp độ cho nên đi nó cực hơn nhiều. Cái này là chúng ta sẽ phải lo đến sát thương của cá nhân thôi. Tại vì cái kia nó có cộng sát thương rất là đơn giản luôn. Bọn này đâu có đâu. Không đủ mana chơi luôn nữa. Dồn mana vô là hết liền.
Ây! Đập mạnh quá. Đó, bởi vậy không có physical resistance á. Phải ép physical resistance vô ha. Ôi, nó chạy ra luôn kìa. Đi về gacha cái coi. Kiếm cái cung hoặc là kiếm cái gì đó, nói chung là sát thương trước đi ha. Bắn cái cung này hết phê rồi. Not happening. Hết phê mà mình phê không à. Tại mình bị đánh đau quá. Not happening. What do you want? Gacha trên kia. Not happening. Be well. Đi về Divine, không phải Ruinera Voters Household. Đi gacha cái coi. Kiếm cái cung trước quá. You feeling lucky? Bớt bầu. Imperial bow. David bow. Imperial. On high. Thử cái coi. Magic. Tại ơi. Wanna go again? Không. Tại ơi chứ gì nữa.
Excellent choice. You may find a treasure, my friend. Stay safe. Shadow Cascade là cái hồng xài nữa. Khó dữ lắm luôn. Physical resistance. Come on, item rồi, dục luôn. Give it another shot? Lừa đảo. Lừa đảo. Lừa đảo. Come on, item. Tìm đến gacha cũng như không. Gacha kiểu này tắt thở luôn á. Khó ta bây giờ. À có cái này được nè. Mình thử coi. Magic. Bỏ qua luôn. Lại là đồ nó nữa. Necrotic Resistance 25. Vậy tôi nói ông này ông lừa đảo mà. Phải người đó là chết người ta rồi. Gold ring. Magic tip. Interested in another try? Magic. Maybe it'll help you along the way. Thật là đau lòng quá đi. 4.800. Cái áo này là 6.000 mấy hả? Một lần nữa coi. Không đủ. 5.000 mới đủ. Rồi xong. Một ngàn bảy. Rè. That's a winner. Oh. Đỡ đỡ chú. Đỡ đỡ chú. Power thắt xít. Ngàn 500. Rồi. 30 mấy ngàn của tôi. Và đáng nghèo luôn. Nghèo luôn các bạn. Không biết là có cải thiện được gì hôm nay. Nhưng mà đầu tiên là nghèo trước rồi đó. Người mới nên chơi class nào hả? Người mới thì các bạn nên chơi cận chiến nha. Tại vì sao?
cận chiến thì các bạn sẽ làm quen với là cái việc né kêu, với lại điều chỉnh resistance của bản thân. Mình cũng phải đang điều chỉnh resistance đây. Còn nếu mà muốn thiệt nhàn mà không phải làm gì hết, thì các bạn chơi Necromancer bao nhàn luôn. Necromancer là bao nhàn luôn. Có đệ xử lý hết. Có zombie nổ nổ, các bạn chỉ cần sống sót thôi. Nghĩa là các bạn chỉ cần resistance và life thôi. Đủ để sống sót là các bạn thành công rồi đó. Còn mà muốn khỏe nhất nữa thì dòng mà cận chiến á, thì các bạn có thể thử World Pack ha. World Pack là Spin to Win á, là do chỉ xoay thôi, nó có mấy nút và nó cũng dễ làm quen hơn, nó không có phải bấm quá nhiều nút. Còn cái build này mà mình đang chơi á là giáp phòng thủ nó yếu lắm, rogue mà, nó sẽ kêu cái kiểu là vô dồn sát thương và chạy ra đúng cái chất sát thủ hơn, nó không có giống bên Diablo 4 ha. Diablo 4 Rogue cũng cứng cáp lắm, còn này hả rất là nguy hiểm, nhiều khi mỏng quá vô cái nằm lại luôn á. Mới vô thì các bạn đầu tiên sẽ phải lo về resistance trước ha. Sát thương này có thể bạn hơi yếu một chút, không hạ gục liền một con cũng không sao, nhưng mà resistance của bạn phải cao, bởi vì cho dù sát thương bạn có cao mà nó one shot bạn thì cũng như không thôi, bạn cũng chẳng có bằng ăn gì được hết. Nè, sát thương của mình hiện tại là đã bị rớt xuống bớt rồi đó, nhưng mà tính ra là mình đỡ hơn nãy, là mình vẫn còn có thể sống sót được. Và một cái nữa là ta phải lo đến chuyện là mana. Mana regeneration. Biết vô cái hồ đánh nổi không nữa đây. Người trong ao hồ tiếp rồi.
Leveling nhân vật này đúng cực luôn á, thật sự. Có thể là do không tìm được đồ. Cái xui không tìm được đồ ha. Nhưng mà thấy là cực hơn rất là nhiều. Cái lăn bụng hả kìa. Cái kịch lăn bụng nữa. Nó lấy thịt đàn người nhé. Cho nó rớt xuống, bể bụng luôn. Ở đó mà, cái lăn bụng. Reset tân kìa. Healing, poison, fire. Không quen hả? Không, mà bên đó nhàn thiệt. Bên đó có phải làm gì đâu. Chạy vòng vòng nổ bùm bùm thôi chứ có làm gì nhiều đâu. Này level 26 cũng không tới nỗi quá tệ. Con này ở dơ quá, phun nước miếng tùm lum hết. Idol slot. Fire damage. Work on potion use.
physical 嘅膽啊！Physical fire 得 ，physical resistance 極其關鍵。這個戰爭的速度呢，極其咳喘，還是極其苦，是因為在這個時被 bot 呢？Welcome, traveler. May Terra smile upon you.好嘢吧！耶、yeah. ！屌，bây giờ đó chơi kỳ quá, bị dướng nè, dướng NTT với kẹt lại chổng luôn. Rồi không có coi được con chim đó là có bao nhiêu giọt luôn. Bắt đầu.Tấm lộn kêu à. Cụ tới kìa. Pokemon thì sao hả bạn?
ruin of Ivandale. The fell good. Chó lắm ta cũng không cần đi đâu. Chưa được nửa cây nữa. Có những cái các bạn hỏi hứng thú nó cũng khó nói lắm mà. Tại vì có những lúc lên và có lúc nó xuống. Kiểu như có những tựa game khác hấp dẫn hơn thì chúng ta sẽ tạm gác những cái đó qua một bên. Imperial Thelima, Thelima. Poison resistant, void resistant. Có 3 điểm luôn nhưng mà chưa bấm được. Oh no. Ê, thiệt tình luôn á. Không phải chưa bấm được mà là nó bị chậm. Thêm nữa bấm một khúc luôn rồi. Đó tới luôn. Rồi rồi ta bấm điểm cuối cùng coi. Ê đừng chơi vậy chứ. Hài luôn. Lắc rồi. Lắc rồi nè. Cái chị đừng làm vậy chứ. Để coi sao.
Hay quá, điểm chưa tính. Tăng mana regeneration lên. Hết hồn luôn. Cái build này mana là một vấn đề luôn á. Cứ đánh con này sao nha. Cái gì nó bay ra thấy ghê luôn. À, hơi căng đó nha. Độ khó cao. Nó với Exile Mage. Ôi chàng ơi, đánh hụt. Melee là phát speed không có xài đó. Đổi đỡ thôi. Hai công necrotic tính ra là cũng hơi trễ rồi. Một con bấm được nữa hả? Làm gì có chuyện đó. Một lần thôi chứ. Nó bắn mình cũng bắn, nó đặt bẫy mình cũng đặt bẫy. Cái bẫy của nó là bẫy độc. Nửa cây. Ổ bùm bùm luôn.
có thêm đệ. Thật luôn á. Lắm kìa, nó giả cho một cái thấm lắm luôn đó. Đúng căng luôn. Ôi, nhảy vô kìa. Quá dữ. Rồi 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 rồi. Mấy nữa rồi. Greater Paranus. Blockchain không có block, đâu cầm khiên đâu block. Chọn lửa. Ô, cái chân. Thank you.
Woman Speed Dog Raiden. Giọt thôi, giọt. Rồi, tới rồi. Báo nè, không mana chơi. Em dầm chờ mana hồi. Easy, too easy. Nó chịu hồi hoài luôn á. No. Sao vậy? Fire damage. Năm trăm mấy gắn nó vô còn có 400 mấy à. Nè, elemental damage luôn. Đầy đủ hết 3 thể loại luôn. Attack.
Heal regeneration. Đây, giải cứu. Trước đánh bằng cái crow á là không hề thấy con này nó tung chiêu nhiều đến mức độ này luôn á. Thằng này vừa phải gây sát thương vừa phải né chiêu. Rồi đi nhảy nhảy tàu thôi. Bắn lưới, arrow aso, dive bomb, 35 điểm. Nhảy tàu. Well, that was actually kind of refreshing. Now, where are we? Thôi, và nói tóm lại trong ngày hôm nay thì chúng ta đã nhảy tạo thành công. Nhưng mà bây giờ là sẽ gặp hơi nhiều vấn đề đó. Sát thương và mana là hai cái phải giải quyết đầu tiên. Và cái nữa là resistance. Yếu quá là sẽ dễ lên đường. Và bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn những clip khác. Bye bye.